chào mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan kho của mình ha. Đây là kho phụ tùng xe đạp với rất là nhiều phụ tùng nè, bao gồm niền xe nè. Niền thì bên mình có rất là nhiều cỡ ha. Như các bạn đã thấy đó là hình niền 24 lỗ của hàng 26 inch. Hàng nhôm 28, hàng bên mình thì đa số đều là hàng Đài Loan sản xuất và hàng nhập khẩu chính hãng Đài Loan luôn, cho nên mọi người có thể yên tâm về chất lượng. Có rất là nhiều mẫu niền như mẫu mà mình đang cầm trên tay. Ra mẫu 28 lỗ nha mọi người. Hàng nhôm 2 lớp chắc chắn. Cái này bản chắc khoảng 2 hoặc là 3 xăng gì đó. Thì mọi người cứ có thể ghé kho của bên mình để tham khảo. Ngoài 700C ra thì bên mình còn nhiều cỡ như là 24 nè, rồi 24 inch, 22 inch, 26 inch các cỡ. Cũng có loại của MTB nữa nha mọi người. Có loại của thắng V cũng như là thắng đĩa. Kho bao la luôn đó. Sau khi xem clip này thì mọi người có thể nhấn subscribe, đăng ký để mà nhận thêm nhiều video của bọn mình ha.